Giống này đúng chắc. Đây là giống cổ loa không ạ? Đúng rồi, giống này giống khác. Giống này năm nay quả anh là nó không có quả sâu nữa. Đây này, cây này quả. Cây này không biết, cây này có khả năng là thái toàn nhỉ? Lá này giống là ta hơn. Nó dày này. Năm nay mình cũng dở hơi quá, không không chăm gì cho nó.